Bên ơi, bên ơi, dừng xa đi con. Nâng lên hạ xuống mèo mèo với vòng. Hay là cho chó lên lái ra đâu. Anh đúng rồi. Anh đùa à? Em biết chó lái xe máy à? Ở trong video ấy à? Chó nhảy lên lái xe máy vù vù à? Để cái ôm mà không đấy, nhận tay nào không. Không biết có quay được thế không? Dạ được chị. Nàng lên tới trên nó cả. Nè, cái ôm này gọi nó sẽ phải nhầm máy rồi gọi ở ngoài. Hello. Dạ đúng rồi anh. Cái hai cái xe 5 tấn đúng không? Nhưng mà anh lấy cái xe hai cái xe nâng cây 5 tấn đúng không? Nhưng cho em quay á, Hải nó chỉnh á, đang làm giống như là nguyên công ty mình luôn, là từ biển cắt từng một khúc lại đến giá vào luôn, đó đẹp hơn. Anh đỡ cái cây trăng cổng khu công nghiệp Vĩnh Ngọc á, anh nhìn sang bên trái là thấy khu dân cư Vĩnh Ngọc. Cái này là thành một chiếc giường hay sao? Chúng tôi có nhiều không ạ? Hả? Chú tôi bảo vệ em nó cái giường á. Bây giờ anh đi từ cái mỏ vào đúng không? Thì anh đi tới ngã tư Vào Mai anh sẽ vào đúng không? Anh băng qua rồi anh cứ để ý nhìn cái cây xăng bên phải á. Là cổng khu công nghiệp á. Bây giờ còn ngoài nắng chừng 15 phút đi rồi chạy vào được, chở mình đi luôn. Hai đứa hai chiều. Hai đứa đồ hai chiều. Trời ơi. Chỉ có thể là cái xe này chạy thấy nó êm hơn cái xe của.